những cô gái này có khả năng sẽ trở thành thiên tài. Giang Hồ chính hiệu là đây. Ngược lên đằng trước, ta về bước đi thật mau. Những vết câu chạy xước theo thời gian khiến tao không còn đau. Khó khăn bị chó săn này có răng. Chính tao giả băng như anh chẳng trên hai đăng. Yeah yeah, alo đây là Mr. Quang Tèo đây. Sinh ra trong con phố không quan tâm ai sang nghe. Những vết câu chạy xước theo thời gian khiến tao không còn đau. Khó khăn bị chó săn này có răng. Chính tao giả băng như anh chẳng trên hai đăng. Yeah yeah, alo đây là Mr. Quang Tèo đây. Sinh ra trong con phố không quan tâm ai sang nghèo. Mấy thằng hay đợi những chòm sao có mặt một quyến rũ. Ai trẻ trâu nhất? Ai xinh nhất? Ai nhiều người theo đuổi nhất? Ai nhiều người yêu cũ nhất? Người yêu cũ là đời con chó. Ai giang hồ nhất? Bố mày sợ mày quá, bố kéo cả lo. Ai hợp gu con trai nhất? Ai may mắn trong tình yêu nhất? Ai giàu nhất? Ai cục tính nhất? Ai nhây lầy cợt nhả nhất? Ai lụy tình nhất? Ai học giỏi nhất? Ai có khả năng ấy lâu nhất? Giữa lần mà tình ta có phai, dù lời chưa bao giờ anh.